Nè, Mía ơi. Giỏi lắm Mía ơi, giỏi quá này, cô Thảo ra nha. Ồ, giỏi quá nè. Giỏi quá Mía ơi. Cứng ngắc cái buồn. Tiếp nào. 1 2 3 đến đây này nha. Gác này, 3 điểm, quy tắc 3 điểm thằng thằng này cho điểm này vào. Điểm này vào thì điểm giữa nó sẽ vào đúng không? Bây giờ mình gác điểm này là điểm này vào trước, rồi mình cố gắng mình dịn cái này xuống cho điểm này nó vào thứ hai thì điểm này sẽ được vào. Được chưa? Mía. Đúng rồi. Tiếp nào. Khi chị tháo ra mà nghe cắt một phát như vậy á thì nó ngậm được. Tiếp nào. Ba điểm thằng thằng này. Khi á để cho nó tự hợp vô không được đâu, mình phải hất cái đầu nó vô. Theo cái đầu vô nên mình gác cái phần này này trên cái môi nó, môi dưới nó thì nó vô được một phần này chưa. Rồi mình muốn cái điểm này nó vô được thì mình cứ dịn xuống cho nó vô. Mà mình dịn xuống vô là mình phải hất cái đầu, bởi vì tim mình là tim đĩa á. Mình hất cái đầu vô nó, cái môi này nó lao vô đây luôn thì cái điểm này như vô được. Chưa. Thả đây ra, thả đây ra. Nào Mía đi theo cô nhá. Ồ, đẹp cho Mía há miệng ra, há cái lưỡi xuống nào. Đúng rồi, hất xuống, bỏ vô. Không, cô đang tập phản xạ cho bé mà, có gì đâu. Hồi nào mẹ mới có sữa chứ bà ơi. Thế là phải bú nhiều. Thì bắt đầu nó mới sữa, nó tự động nó chảy ra. Cái tập cái phản xạ của nó đỡ bóp ti á. Cái tiếng sữa nó mới ngay. Giỏi lắm Mía ơi, giỏi lắm nè. Tác dụng lẫn nhau đó. Tiếp nào. Đi nhìn bà nội nữa chứ. Ừ. Lại nhà mình. Bắt nó tắt đi.